đến hẹn lại vào bếp. Cứ mỗi tuần, Hải Anh luôn mong chờ được đến những cái mâm cơm tiếp theo của chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt. Và hôm nay, Hải Anh sẽ mang tới mâm cơm hương thu, món sườn diêm me, rất là hao cơm và phù hợp với thời tiết mùa thu mát mẻ này. Trên tay của Hải Anh đang là đĩa sườn non. Sườn non dưới góc nhìn của dinh dưỡng thuận tự nhiên thì là một cái bộ phận trong con lợn vô cùng cân bằng, là cái phần thịt bám sát xương sườn. Thì cái phần thịt này rất là đặc biệt, đó là nó có phân bố rải rác vừa gân vừa mỡ vừa thịt và vừa những cái xơ, tạo lên một cái miếng thịt rất là giòn, thơm và cân bằng mỡ nạc. Ở trong sườn thì protein rất là đặc biệt, bởi vì cái thịt nó đã cân bằng rồi, nó là một cái protein chất lượng cao và có hầu hết như tất cả những cái acid amin thiết yếu ở trong cái phần thịt này. Ở trong cái mâm cơm này với 400g sườn kết hợp cùng với cả canh đậu bắp tôm cộng với cả củ cải hấp thì hãy làm cái mâm cơm hương thu này cho 2-4 người ăn. Cả nhà cùng đón xem Hải Anh thực hiện mâm cơm này nhé. Đầu tiên để sơ chế cái món sườn này thì là mình sẽ trần cái sườn sơ lên khoảng tầm 2-3 phút và mình bỏ ra để mình ướp một chút tiêu, một chút dầu gấc vào cùng cái miếng sườn này để khử những cái mùi mà nếu mà còn sót lại ở trên miếng sườn. Để chọn được những cái miếng sườn non rất là ngon thì đầu tiên là mình sẽ chú ý tới màu sắc của cái miếng sườn, màu sắc của cái con lợn mà mình mua nó hồng, khô và nó có cái độ dẻo thì đó là con lợn ngon. Và chọn sườn non thì chọn những cái phần sườn có cái xương nhỏ, thịt đều, thịt không quá dày, bám đều xung quanh xương sườn thì đó là một cái miếng sườn ngon. Và mình đã trộn vào với tiêu với cả một chút dầu gấc như thế này rồi thì mình sẽ để nghỉ khoảng độ 5-10 phút để cho cái tiêu với cả cái dầu này nó bám vào sườn. Và sau đó thì mình sẽ đi áp chảo, rán xém sườn đi. Để đến lúc mà mình diêm me thì cái miếng sườn của mình nó săn, nó thơm và nó rất là ngon. Đối với sốt me để diêm sườn thì chúng ta ở đâu cũng có thể tìm được những cái bánh me chín giống như thế này. Nó tùy theo mùa, nó có thể cái độ chua nó sẽ lệch một chút. Để làm cái sốt me thì chúng ta sẽ ngâm cái me này với nước lọc và sau đó chúng ta bóp thật nhuyễn để ra được một cái nước me đã nhuyễn như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ pha cái sốt me. Đây là sốt diêm. Sốt diêm mình pha đều vào, một chút tương ớt. Trong sốt diêm thì đã có gì ạ? Đã có mặn và đã có ngọt rồi đúng không ạ? Cộng với cả me chua với cả cộng một chút ớt cay nữa thì cái sốt của chúng ta nó đã đều lên rồi. Mình khuấy cho nó thật là đều lên. Rồi khi mà sốt đã đều lên, chuẩn bị sẵn sàng rồi thì mình sẽ đi áp chảo sườn. Khi mà áp chảo xém sơ cái miếng sườn như thế này thì cái miếng sườn rất là thơm. Ở cái bước mà làm cho xém cái bề mặt sườn này thì chúng ta lưu ý là để cái nhiệt nó không quá lớn, vừa phải để cái miếng sườn của chúng ta vừa xém nhẹ như thế này thôi. Khi mà miếng sườn đã vàng đều các cái bề mặt như thế này thì mình sẽ bỏ sườn ra. Trên cái chảo này nó vẫn còn lại một chút dầu của sườn như thế này thì mình sẽ cho hành tỏi vào phi thơm. Khi mà hành tỏi đã thơm lên rồi thì mình cho cái hỗn hợp sốt vừa pha vào. Đun cho sôi cái sốt này lên. Khi mà chúng ta cho cái hỗn hợp sốt này vào lại và chờ cho nó sôi liu riu lên. Ở cái bước này chúng ta sẽ nêm để xem cái sốt vừa rồi chúng ta pha nó đã vừa chưa. Đậm, mặn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho sườn vào thì cái sốt me nó sẽ quyện với cả sườn. Chúng ta cho vào và chúng ta để giải cho nó vừa, ngập nhẹ miếng sườn, giảm nhỏ nhiệt. Khi mà mình đã cho sườn vào trong sốt như thế này, mình sẽ để cho cái bề mặt sốt nó xăm sắp cái miếng sườn như thế này.
Và tiếp theo thì mình cho cái vỉ này lên để tận dụng một cái chức năng vô cùng quen thuộc tuyệt vời của em Goi Queen, đó là nấu nhiều món trong cùng một thời điểm. Và rau của bữa ăn ngày hôm nay đó là củ cải hấp xì dầu. Củ cải thì Hánh đã thái mỏng và xếp đều trên đĩa rồi. Một chút hành hoa, một chút ớt chúng ta sẽ cho vào hấp ở phía trên. Và khi mà sườn ở dưới chín thì cái củ cải ở trên bên trên nó cũng sẽ chín. Và rất là đơn giản, với cái đĩa củ cải này thì chúng ta chỉ pha thêm một chút xíu sốt, đó là một thìa giấm, một chút dầu hào hoặc xì dầu nha, tùy khẩu vị của các bạn. Nếu như chúng ta ăn muốn đậm hơn cái mức này thì chúng ta có thể cho thêm một chút muối hoặc là một chút cái sốt gim mà như bình thường chúng ta cho vào cũng được. Rồi chúng ta tưới lên trên củ cải như thế này. Sốt đã dưới ở trên củ cải rồi, chúng ta sẽ đậy vung và gim sườn cùng với cả hấp củ cải trong vòng khoảng 20 tới 25 phút. Sau 20 phút thì củ cải hấp đã chín, sườn ở dưới thì cũng đã sắp được rồi. Bây giờ thì mình cũng đi kiểm tra sườn. Nhưng mà chúng ta bỏ củ cải ra thì lật sườn lại để cho cái miếng sườn nó ngấm đều sốt. Và lúc này cái miếng sườn nó chưa ngấm cái bề mặt dưới thì chúng ta có thể đun thêm khoảng 1 tới 3 phút nữa. Thì chúng ta sẽ bỏ sườn ra, lúc này thì tất cả các cái bề mặt của sườn đã ngấm sốt đầy đủ rồi. Và đây là thành quả mâm cơm của Hải Anh sau 30 phút. Sườn dim me, màu nâu óng ả, rất là đẹp. Kết hợp cùng với cả củ cải trắng hấp và canh tôm đậu bắp. Thêm một chút dưa cà nếu như bạn thích. Đây là một cái bữa rất là tuyệt vời, phù hợp cho tiết trời mùa thu. Bạn thấy mâm cơm hôm nay thế nào? Với công thức mà Hải Anh đưa ra, với sự hỗ trợ rất là tuyệt vời của em Goi Queen, bạn đã sẵn sàng vào bếp trổ tài cho gia đình mình mâm cơm hương thu này chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì hãy vào bếp ngay nhé! Hải Anh hẹn gặp mọi người ở những mâm cơm tiếp theo! Xin chào!